Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019. Phóng sự đường kính Trường Sơn. Ghi nhận những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch trong việc chung tay vì người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2019. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 5, tỉnh Đoàn Quảng Bình phối hợp với Hội Đồng đội tỉnh đã tổ chức liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019. Dự và phát biểu chúc mừng liên hoan có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh cùng với 60 em học sinh nghèo vượt khó và nhà giáo trẻ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cả cấp, các ngành, các phong trào, cuộc vận động do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khởi xướng đã thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tham gia. Từ cả phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ trách đội nhiệt tình, trách nhiệm, hăng say với công tác đội và phong trào thiếu nhi, xuất hiện ngày càng nhiều đội viên thiếu niên chăm ngoan học giỏi, có ích cho xã hội. Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019 nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy ước mơ, hoài bão, tinh thần nỗ lực trong mỗi em thiếu niên nhi đồng, để các em có thêm cơ hội, môi trường, thể hiện vai trò là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bạc hồ, kể thừa và phát huy truyền thống đội, tiếp bước lên đoàn, xây dựng quê hương. Liên hoan năm nay cũng là dịp để tôn vinh những nhà giáo trẻ có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Phát biểu tại liên hoan, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích của 60 em thiếu nhi và nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương tại liên hoan. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục thi đua rèn luyện để ngày càng có nhiều tấm gương vượt khó học giỏi, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu xứng đáng với niềm tin của cha mẹ, của thầy cô và xã hội. Các nhà giáo trẻ ra sức học tập và rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thi đua học tập, lao động, đổi mới phương pháp dạy học để trở thành thanh niên tiên tiến, tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đồng chí Trần Thắng đề nghị trong thời gian tới, cả cấp bộ đoàn, đội tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, đặc biệt là các em thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tập trung xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, thu hút, tập hợp các em tham gia vào hoạt động của tổ chức, phát động nhiều hơn nữa các chương trình, hoạt động chăm sóc, giúp đỡ thiếu nhi, nhất là các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, tỉnh đoàn Quảng Bình đã trao chứng nhận cho 30 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và 30 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm học 2018-2019. Trong khuôn khổ chương trình liên hoan, các em thiếu nhi cũng đã được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, dâng hương và bảo công tại mộ đài tưởng Võ Nguyên Giáp, Vũng Chùa Đảo Yến, tượng đài Mẹ Suốt, tham quan mô hình tại liên đội tiểu học số 1 Thanh Trạch, Bố Trạch. Trước đó, trong sáng nay ngày 15 tháng 5, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu tham dự liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019. Những năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng đội quan tâm thực hiện. Nhiều phong trào như thiếu nhi Quảng Bình thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy, nói lời hay làm việc tốt, kế hoạch nhỏ, thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam được triển khai sâu rộng. Qua đó đã tạo được môi trường cho các em thiếu niên nhi đồng tham gia rèn luyện, phát triển kiến thức và kỹ năng. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có trên 17.000 thiếu niên nhi đồng được hỗ trợ tăng qua với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng. Năm học 2018-2019, 100% giáo viên, tổng phụ trách đội trong trường học và phụ trách thiếu nhi trên địa bàn, dân cư được tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của các em thiếu nhi cũng như đội ngũ giáo viên trẻ, đồng thời mong muốn thời gian tới, các em thiếu nhi tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Đội ngũ nhà giáo không ngừng trau dồi kiến thức, nỗ lực hơn nữa trong công tác giảng dạy, luôn yêu nghề mến trẻ, là tấm gương sáng để lớp lớp học sinh noi theo, chăm lo hơn nữa sự nghiệp trồng người, phấn đấu xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển.
Các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để tạo môi trường thuận lợi cho việc dạy học của đội ngũ giáo viên và học sinh. Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trước nguy cơ xâm hại tình dục, bạo lực và các tệ nạn xã hội. Chiều nay ngày 15 tháng 5, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án giao thông, phát triển quỹ đất, nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị địa phương liên quan. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cả đồng chí cùng đi trong đoàn đã kiểm tra tình hình tiến độ thi công dự án hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Các dự án tạo quỹ đất gồm khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng, phường Đồng Phú, khu dân cư phía Đông Nam đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa và dự án tạo quỹ đất khu đô thị Sa Đồng, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị và thành phố Đồng Hới báo cáo tiến độ thi công của các dự án, đồng thời có những kiến nghị đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi công cả công trình dự án như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tiến độ giải ngân vốn, công tác phối hợp thi công giữa các dự án đang triển khai. Qua kiểm tra tiến độ thi công của các dự án, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng cần tăng cường sự phối hợp chỉ đạo của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, các dự án đang triển khai trên địa bàn cần có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công. Đồng chí cũng có những chỉ đạo cụ thể về các kiến nghị đề xuất của các đơn vị, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh thi công hạ tầng các dự án đã triển khai để sớm bàn giao mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình dự án trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cần chủ động đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận, chú trọng đến công tác đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của người dân trong khu vực triển khai dự án. Tiêu chí về nhà ở là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như xác định hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều. Vì vậy cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ về nhà ở, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững. Đó là nội dung được đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại cuộc họp ban chỉ đạo chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản. Thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng tránh bão lụt theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ gần 42 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 3.000 hộ nghèo, trong đó có trên 95% số hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở. Từ năm 2019 đến năm 2021, dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 1.055 hộ trên cơ sở lồng ghép với dự án, tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng bị tổn thương ven biển Việt Nam. Đối với chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, qua 3 năm triển khai, đến nay đã hỗ trợ xây dựng cho gần 1.300 hộ với số tiền vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là trên 32 tỷ đồng. Về chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, đã có gần 11.500 hộ đã hoàn thành xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ trên 291 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở vẫn còn nhiều khó khăn bất cập. Thời gian triển khai các chương trình kéo dài nên một số hộ đã thoát nghèo, một số hộ không đủ điều kiện để được hỗ trợ nên phải rà soát và điều chỉnh đề án hỗ trợ theo đúng tình hình thực tế. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với các chương trình này. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Quang ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên ban chỉ đạo chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản trong thời gian qua, góp phần hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ nghèo và người có công với cách mạng, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các sở ban ngành và các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường mọi nguồn lực trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án, quỹ vì người nghèo, nhằm triển khai có hiệu quả 3 chương trình hỗ trợ về nhà ở của chính phủ. Sáng nay, ngày 15 tháng 5, Huyện ủy Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị xã hội. Qua đó, trở thành việc làm thường xuyên và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước.
tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, phát huy và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sáng nay ngày 15 tháng 5, bà Magda Kopacz-Suiz, Thủ trưởng Bộ Y tế Cuba và bà Liane Torres Rivera, Đại sứ Cuba tại Việt Nam cùng đoàn công tác của Bộ Y tế Cuba đã có chuyến thăm và làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới về tình hình cơ hội hợp tác giữa Cuba và tỉnh Quảng Bình trên lĩnh vực y tế. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của bà Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Quảng Bình rất quan tâm đến lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thời gian qua, các bác sĩ Cuba trực tiếp đến công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, được nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, thực tế, điều kiện khám chữa bệnh tại Quảng Bình vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Vì vậy, Quảng Bình rất mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của Cuba để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới có quy mô trên 1.000 giường bệnh, 41 khoa, phòng với cơ sở trang thiết bị máy móc được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Tại bệnh viện hiện có 4 bác sĩ chuyên gia Cuba thuộc 4 lĩnh vực đang tham gia khám chữa bệnh, có 2 bác sĩ của bệnh viện đang được cử đi đào tạo ở Cuba. Nhân chuyển thăm và làm việc của Bộ Y tế Cuba, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Y tế Cuba về gia hạn thời gian làm việc của các chuyên gia Cuba, tiếp tục lựa chọn những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, tăng cường giao lưu, trao đổi nghiệp vụ y tế. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba khẳng định Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba là món quà vô giá mà cố Chủ tịch Fidel Castro trao tặng Quảng Bình. Vì vậy, quan tâm đầu tư hỗ trợ cho bệnh viện nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung là sứ mệnh mà Bộ Y tế Cuba tiếp tục thực hiện. Trao đổi về một số lĩnh vực tiềm năng mà Quảng Bình có thể phát triển về dịch vụ y tế trong tương lai như nha khoa, nhãn khoa, dịch vụ bác sĩ gia đình, khám chữa bệnh cho khách du lịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba mong muốn Quảng Bình sẽ tích cực, chủ động hơn trong phát triển các dịch vụ y tế mới và Cuba sẽ hỗ trợ trong điều kiện có thể để giúp địa phương. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba cũng nhấn mạnh phải đặt chất lượng khám chữa bệnh lên hàng đầu để xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới thành biểu tượng tốt nhất của mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba. Về những kiến nghị đề xuất của bệnh viện, phía Bộ Y tế Cuba đồng ý với đề xuất gia hạn thời gian làm việc của các bác sĩ Cuba, đồng thời đề nghị bệnh viện có đề án cụ thể về hình thức hỗ trợ đào tạo để phía Cuba xem xét giải quyết. Sáng nay ngày 15 tháng 5, tại thành phố Đồng Hới, cuộc họp lần thứ 5, đoàn chuyên viên Liên hiệp thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào đã chính thức khai mạc. Tham dự cuộc họp về phía Trung ương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đồng chí Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao. Về phía Trung ương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có đồng chí Phen Sa Văn Kheo Pa Sợt, Chánh Văn phòng Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan. Tại cuộc họp lần này, hai bên đã tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình điều tra, thống kê, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Đại diện Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào báo cáo tình hình nhập quốc tịch và cấp các giấy tờ hộ tịch cho số người di cư tự do và kết hôn không giá thú đã được trưởng đoàn đại biểu biên giới hai nước cho phép ở lại nơi cư trú. Cuộc họp cũng nghe báo cáo của các tỉnh về công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đất đai, chính sách, các hỗ trợ ưu tiên, các phương án trao trả, tiếp nhận số người di cư tự do và kết hôn không giá thú thuộc diện phải trở về nước, đồng thời bàn các giải pháp tháo gỡ vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào, trao đổi thống nhất về kế hoạch thực hiện thỏa thuận từ nay đến khi tổ chức tổng kết, cũng như thời hạn hoàn thành các nội dung cụ thể của thỏa thuận. Thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào có hiệu lực từ năm 2013, được gia hạn vào năm 2016 và dự kiến sẽ tổng kết vào tháng 11 năm 2019. Cách đây 60 năm, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Trung ương Đảng, Bác Hồ quyết định thành lập tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn để chi viện cho chiến trường miền Nam với đơn vị đầu tiên là đoàn 559.
sau này là binh đoàn Trường Sơn. Với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thẳng giặc Mỹ xâm lược. Bộ đội Trường Sơn từ một đơn vị nhỏ đã trưởng thành nhanh chóng, bao gồm nhiều lực lượng, trở thành một hướng chiến lược tổng hợp, lực lượng hiệp đồng binh chủng trên quy mô lớn, đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Suốt 16 năm, từ 1959 đến 1975, Bộ đội Trường Sơn đã cùng các lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ở các chiến trường, từng bước xây dựng con đường thành một lưới giao thông liên hoàn vững chắc, với tổng chiều dài trên 20.000 km đường ô tô, 600 km đường sông, 1.400 km đường ống dẫn xăng dầu, 1.500 km đường dây thông tin, tổ chức vận chuyển hơn 2 triệu quân vào ra chiến trường, hàng triệu tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm, đạn dược, xăng dầu, chi viện cho miền Nam, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta, có một yếu tố cực kỳ quan trọng góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Đó là con đường Hồ Chí Minh, trải dài trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, nối miền Bắc với miền Nam. Đây là con đường vận tải chiến lược, đưa bộ đội, thanh niên xung phong cùng vũ khí, lương thực vào chiến trường đánh Mỹ. Tuyến đường Hồ Chí Minh đã trở thành chiến trường ác liệt, nơi đỏ sức quyết liệt giữa ta và địch. Trong cuộc chiến ấy, công tác vận tải chiến lược liên tục phát triển và ngày càng lớn mạnh nhờ tuyến đường kín. Đây là một trong những công trình quân sự sáng tạo của bộ đội Trường Sơn. Đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước là hệ thống liên hoàn nhiều tuyến đường chiến lược gồm các trục dọc Đông Tây Trường Sơn kết nối với các tuyến ngang, tạo nên một mạng lưới giao thông đảm bảo cho việc chi viện kịp thời sức người, sức của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Con đường kính là sự thể hiện sinh động nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Ta mở một con đường xuyên ở trong rừng rậm, mà đường hẹp vừa là một làn xe đi thôi. Đi thì vậy rừng rậm không phải máy bay cũng phát hiện được. Thì ở bên ngoài ta làm ba đường công khai ta vẫn cho một những xe rách nát nó chạy qua. Chạy đi chạy lại rồi chạy lại cho nó tập trung nó lại, còn cái đại lực lượng trung đoàn sư đoàn xe đi trong đường kín, thế thì ta đi không việc gì cả. Cuối cùng ta giành thắng lợi bằng nghệ thuật là nghi binh là có sạch thế, nghi binh sạch thế, làm cho địch chỉnh cho là sạch thứ. Thì cũng nhờ cái rừng bên Lào rừng dày, cho nên là ta mở trong rừng ra đi kín. Bộ đội Trường Sơn đã xây dựng hệ thống đường kín, mở đường men theo những cánh rừng dài ngàn. Rừng đã trở thành màn ngụy trang khổng lồ suốt hơn 1.000 km đường kín trên đất bản từ Siêng Phản, Ta Lê thuộc tỉnh Khăm Muộn, Lào đến cửa khẩu Tài Xanh tỉnh Atopu, Lào nối với Tây Nguyên với Campuchia. Mạng đường kín hoàn thành đã tạo ra một bước ngoặt mới trong vận tải chiến lược chi viện chiến trường. Từ chỗ chỉ chạy xe chủ yếu vào ban đêm chuyển sang chạy ban ngày, cả trung đoàn xe, khối lượng hàng vận chuyển tăng lên nhanh chóng. Chính là cái làm đường kín chạy ban ngày. Vì chạy ban ngày đường kín thì địch không phát hiện được. Đương nhiên không phải vì chạy một thời gian đi đường thì nó bụi lên. Cho nên có những cái quy định, tức là muốn đi ban ngày thì cái đường đó là đường kín, tức là đường khi mở đường ấy thì người ta hạn chế chặt cây, thậm chí có chỗ nào còn trống người ta còn làm dàn mướp để ngụy trang. Xe đi qua đó thì là anh phải đi vừa vừa từ từ ban ngày thì nó cũng được 10-15 cây số một giờ, còn hơn là ban đêm đi. Nếu mình đi đèn và thì máy bay địch phát hiện, mà máy bay địch phát hiện bắn tắt đường thì ta lại không đi được. Cho nên vận chuyển ban ngày có lợi rất nhiều. Cho đến giờ phút này thì người ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu về đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tìm hiểu về cái tuyến chi viện chiến lược này. Và cho đến lúc này, người ta vẫn coi rằng đấy là một trong những cái kỳ công chiến lược. Một cái kỳ công chiến lược mà tác giả của tạo nên cái kỳ công chiến lược đấy, ngoài cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thường trực Quân ủy, của Bác Hồ,
thì phải nói đến cái vai trò to lớn của Bộ Tư lệnh 559, những cái người đứng đầu là đồng chí Đồng Chí Nguyên. Từ điểm khởi đầu Khe Hó và liên tục được phát triển trong suốt cuộc kháng chiến, đường Trường Sơn với tổng chiều dài đường vận tải bộ và hành quân cơ giới gần 20.000 km ở cả Đông và Tây Trường Sơn, qua các trọng điểm nổi tiếng, Cua Chữ A, Ngầm Ta Lê, Đè Phu La Nhích, Lùng Bùm, Văng Mu, Tha Mé, Siêng Phan. Hoạt động hiệu quả của tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là một trong những yếu tố quyết định để Bộ Chính trị hoạch định kế hoạch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngay trong năm 1975. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang các đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Ghi nhận những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch trong việc chung tay vì người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đội quản lý thị trường số 3 thị xã Ba Đồn phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang xe ô tô mang biển kiểm soát 51D12487 do anh Nguyễn Văn Biên, sinh năm 1991, trú tại xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, điều khiển chạy theo hướng Nam Bắc. Trên xe có chứa 400 chai rượu ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ. Do lái xe Nguyễn Văn Biên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp tại thời điểm kiểm tra, nên đội quản lý thị trường số 3 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Công an huyện Bố Trạch vừa bắt quả tang Doãn Khánh Tú sinh năm 1996 và Nguyễn Nhật Linh sinh năm 2000 cùng trú tại xã Cử Nẫm, huyện Bố Trạch vì đã có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2019, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Bố Trạch phối hợp với công an xã Cử Nẫm đã tiến hành kiểm tra phát hiện đối tượng Doãn Khánh Tú đang cất giấu 115 viên nén dạng thuốc tân dược nghi là ma túy hồng phiến. Tại cơ quan công an, đối tượng Doãn Khánh Tú khai nhận số ma túy nói trên được lấy từ chủ quán cà phê anh em ở xã Cử Nẫm. Cũng trong thời gian này, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Bố Trạch đã tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Nhật Linh đang cất giấu trong người 38 viên nén dạng thuốc tân dược nghi là ma túy hồng phiến. Tại cơ quan công an, Nguyễn Nhật Linh khai nhận số ma túy nói trên được mua từ Doãn Khánh Tú. Vụ việc đang được công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra làm rõ. Vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 5, tại cảng cá Sông Danh thuộc địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã xảy ra một vụ ngộ độc nghi ngạt khí khiến 6 người thương vong. Trước đó, tàu cá mang số hiệu QNG 97587 TS thuộc tỉnh Quảng Ngãi cập cảng cá Sông Danh. Tại đây, chủ tàu đã thuê một số người tiến hành bốc cá lên bờ. Do cá trong hầm bảo quản nhiều ngày, nên khi vừa xuống hầm, một số người có triệu chứng khó thở, sau đó dẫn đến tình trạng hôn mê. Theo thông tin, đã có một người tử vong là ông Lê Hùng, sinh năm 1967, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch. 5 người còn lại bị hôn mê sâu, hiện đang được các bác sĩ cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch và Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa ghi nhận sự xuất hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Các cơ quan chức năng đã lấy 10 mẫu giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi, kết quả đều cho âm tính. Trước đó, tỉnh Quảng Bình đã thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên quốc lộ 1A và đường Mòn Hồ Chí Minh nhằm kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào và đi qua địa bàn tỉnh. Qua hơn 2 tháng triển khai, các chốt kiểm dịch động vật tạm thời đã kiểm tra kiểm soát và thực hiện phun tiêu độc khử trùng 1.310 xe với hơn 233.300 con lợn vận chuyển ra vào và đi qua địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng cũng đã xử phạt một trường hợp xe vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ và buộc phải kiểm dịch lại. Chi cục chăn nuôi và thú y đã cấp cho các địa phương hơn 10.000 lít hóa chất khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi và 700 bộ quần áo chống dịch. Khát khao khôi phục lại nguồn dược liệu sâm bổ chính có tuổi đời hơn 300 năm và gần như bị quên lãng cho người dân Quảng Bình nói riêng, Việt Nam nói chung. Từ năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Tuệ Lâm đã khôi phục thành công nguồn gen, trong thử nghiệm và nhân rộng mô hình sâm bổ chính ngay trên mảnh đất khắc nghiệt Quảng Bình. Những ngày giữa tháng 5 năm 2019 này, Tuệ Lâm đã tiến hành thu hoạch những diện tích sâm thương phẩm đầu tiên. Sau hơn một năm trong thử nghiệm thành công, trong niên vụ 2018-2019, công ty Tuệ Lâm đã đưa diện tích mở rộng lên 35 ha sâm bổ chính tại huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, tạo việc làm cho gần 100 lao động địa phương. Có 5 hộ gia đình tham gia chuỗi liên kết. Với điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, thời tiết phù hợp, công ty đã triển khai hệ thống gian tưới tự động công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ và Israel trên toàn bộ diện tích sản xuất.
đưa quy trình tiêu chuẩn Việt Gáp vào trồng, chăm sóc và thu hoạch, tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn, năng suất cao và có giá thành hợp lý. Theo đánh giá bước đầu, năng suất sâm bổ chính đạt bình quân trên 5 tấn một hecta. Vừa qua, công ty Tuệ Lâm đã ký kết các hợp đồng lớn, trở thành đơn vị độc quyền cung ứng sâm bổ chính cho công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Gia, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Hoàng Việt. Ngoài ra, sản phẩm sâm bổ chính sẽ được tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các tỉnh thành trong cả nước phục vụ khách du lịch. Theo kế hoạch, thời gian tới, Tuệ Lâm sẽ mở rộng diện tích lên 50 hecta, liên kết với người dân trong vùng trồng khoảng 500 hecta nhằm đáp ứng đủ nguyên liệu cho chế biến. Đồng thời, công ty sẽ liên kết với tập đoàn nông hữu Hàn Quốc xây dựng nhà xưởng chế biến, đầu tư các trang thiết bị hiện đại để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, an toàn và có giá cả hợp lý như sâm tươi, sâm khô, kèo sâm, nước chiết xuất từ sâm. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã tích cực phối hợp với cả cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo, 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã kêu gọi các tổ chức cá nhân hảo tâm ủng hộ số tiền trên 6,7 tỷ đồng cùng nhiều ngày công lao động để xóa 452 nhà tạm, xây mới 125 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà đại đoàn kết của bà Đặng Thị Yên, 85 tuổi, ở thôn Hưởng Phương, xã Quảng Phương vừa được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch khánh thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà có tổng diện tích 50m², trị giá trên 100 triệu đồng. Mặt trận huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại được huy động từ sự đóng góp của người thân trong gia đình. Chưa mẹ được hưởng ở như thế này là mẹ cảm thấy là sung sướng mà có như luôn luôn là được sự quan tâm của cấp trên chú ý đến mẹ nơi khi tuổi già là mẹ mừng lắm mà mẹ khỏe lại. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế có ý nghĩa thiết thực, như tạo điều kiện về nguồn vốn vay ưu đãi, cây con giống để phát triển sản xuất, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, đánh bắt thủy hải sản, ngành nghề nông thôn, xuất khẩu lao động. Nhờ vậy, nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện Quảng Trạch chỉ còn 7,1% vào cuối năm 2018. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực hưởng ứng phong trào vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phát động, đã khơi dậy được cái ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, suy nghĩ dám làm, khai thác các tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để phát triển kinh tế. Đến nay, các mô hình trang trại, gia trại, sản xuất kinh doanh cho cựu chiến binh làm chủ đã có hiệu quả thiết thực. Thực hiện đề án số 85 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo vùng thường xuyên bị thiên tai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã tiếp nhận 3 tỷ 450 triệu đồng hỗ trợ cho 230 hộ nghèo trên địa bàn, mỗi hộ một con bò giống sinh sản. Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận các cấp trong huyện đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân hảo tâm ủng hộ số tiền trên 41 tỷ đồng để hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ Tết. Mặt trận huyện đã có xây dựng kế hoạch hàng năm, trước hết là công tác tuyên truyền vận động, vấn đề thứ hai là phát động tháng là ủng hộ vì người nghèo, rồi quỹ vì người nghèo, ngày vì người nghèo, để toàn thể các là nhân dân rất tích cực hưởng ứng, để cán bộ công nhân viên chức và các cái nhà hảo tâm hưởng ứng để xây dựng đóng góp cho là quỹ người nghèo, từ đó để có những cái việc làm thiết thực nhất đối với người nghèo. Bên cạnh các hoạt động giúp đỡ người nghèo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch còn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Bước sang nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận của huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh và triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, tạo sự đồng thuận cao trong các tổ chức thành viên và toàn thể nhân dân để cùng nhau đồng sức đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua chính là động lực để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch tiếp tục khẳng định vai trò trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra và xây dựng huyện Quảng Trạch ngày càng giàu đẹp, văn minh. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2019. Khu vực thị trấn Đông Lê mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 47 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 93%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, độ ẩm từ 47 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 54 đến 92%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 90%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 48 đến 90%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 90%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, độ có sóng từ 0,5 đến 1 m biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2019, mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, độ ẩm từ 43 đến 96%.